hàng mình đi sớm. Lấy từ từ thôi, rồi chẳng đánh rồi đi nhau quá chứ. Chúng ta rõ để cho chúng ta rõ hiểu hơn nha, là chúng ta chấm chim và chơi chim với tinh thần. Chúng ta chơi chim là thái độ thi đấu là hàng đầu, thì những cái chim có sinh ra lỗi ở trong những phòng cơ bản nhưng đánh tốt thì tôi sẽ cân nhắc. Nhưng những cái chim mà đã sinh ra lỗi ở trong những phòng khiếm khuyết, những phòng lựa giải thì chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Và anh em cũng phải lưu ý khi trọng tài hạ chim vào trong lòng hạ chim trực tiếp thì trên sàn có những chút chim bị hỉa lông hoặc không nhìn thấy, chúng tôi không hạ và không nghe tác động bất cứ điện nào nha. Chắc chắn một điều rằng ở trên sàn có 28 chim, chúng tôi sẽ công bằng công tâm với tất cả 28 chim này. Hiện tại thì cũng chỉ mong anh em là chơi con chim với tinh thần là thoải mái nhất. Và anh em lưu ý, vòng thi đấu thứ ba còn 30 giây hết giờ, và đồng nghĩa 30 giây là hết giờ, để thời gian đó cho tổng tài kết sổ.